Xin chào thân ái và quyết thắng, trong trở lại với channel của mình là Quân Torico đây. Rất vui khi là bạn trong series Run City và xin chúc bạn có một ngày thật là tốt lành và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Xin chân thành cảm ơn. Và có lẽ là ngày hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với đấu trường arena vô cùng là khốc liệt phải không các bạn? Hình như chúng ta đang ở cái cột mốc gọi là ranh giới đỉnh cao luôn các bạn ạ. Đó là chúng ta đang ở hạng 2 của Run Master of Master 2 và bằng một cách thần kỳ nào đó mà mình đã lên được là 10.999 điểm luôn các bạn ạ. Có lẽ là chúng ta được thêm vài cấp mà không có lên luôn môi trường Master of Master 3 mà chắc chắn phải đánh được ít nhất một trận nữa thì chúng ta mới lên vị trí đó nha các bạn. Vô tình thì đây có thể là lần đầu tiên mà mình đạt được với một cái con số mà phải nói là vừa sát liền kề luôn các bạn ạ. Các bạn đã bao giờ mà ở trên những cái mức Run Arena sắp qua một cái Run Arena mới mà các bạn đang ở cái vị trí là 999 hay là một cái vị trí nào đó mà chỉ canh là thêm một cúp nữa là các bạn có thể lên rồi không? Đấy, và bằng một cách nào đó thì mình đã lên được là hạng 2 luôn các bạn ạ. Ở đây thì có một bạn cũng là 10.999, nhưng có lẽ là bạn ấy lên trước mình. Đấy, hoặc là như nào đấy mà bạn ấy đang ở vị trí top 1, còn mình thì vẫn bằng điểm nhưng mà mình ở vị trí top 2 nha các bạn. Ok, đó không phải là vấn đề, mà vấn đề của chúng ta sẽ là mình sẽ chinh phục cái cục mốc là Master of Master 2 này. Bởi vì khi các bạn thấy được là chúng ta ở trên cái ranh này đánh rất là khó khăn nha các bạn. Vì tất cả 5 chú rồng chủ lực của mình, kể cả là nói chung là chú rồng thứ 6 là chú rồng BSB, thì chúng ta cũng gọi là không thể mà vào trong gọi là đấu trường Master of Master 2 được. Cho nên mình mong muốn là khi chúng ta lên Master of Master 3 sẽ có một cái luật dễ để mà hoặc là không có chạm đến những chu rồng gánh tem của mình, để ít nhất là chúng ta có thể là làm được nhiều điểm trong cái tình hình là Rune Clan đã thay đổi mới nha các bạn. Ok, rồi bây giờ thì mình các bạn sẽ cùng nhau là đánh trận cuối luôn nha. Trận này thì chúng ta sẽ đánh một cách xanh chính các bạn ạ. Ok, vô luôn đi nào. Đối thủ mà chúng ta gặp phải thì nói chung là đội hình bên kia cũng khá là bình thường thôi. Nhưng đây là có một chú rồng Helric các bạn ạ. Vừa đúng lúc chúng ta sử dụng ngay thủ lĩnh Clan với những đòn đất đá vô cùng là mạnh mẽ và đã bào mòn sinh lực của đối thủ. Khi đấy mình chỉ cần sử dụng thêm một đòn nữa là đối thủ phải sử dụng là bơ phượng hoàng để hồi sinh các bạn ạ. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc này, chúng ta vẫn không quên cho đội phó một điểm. Đội phó sau khi ăn xong một điểm rồi thì trong một sát na chú rồng bên kia tiếp tục tấn công đội phó một cách dồn dập. Nhưng đâu biết rằng đội phó đang giữ con mình là một cái con bài khắc chế chú rồng bên kia các bạn ạ. Một lần nữa đòn đánh đứt đá được tự xuống, nhưng mà có lẽ lần này chúng ta không có quá nhiều máu để mà để cho chú rồng đội phó có thể hứng chịu thêm một đòn nữa. Để làm sao đó đội phó chúng ta ăn luôn gọi là 3 điểm thì nó mới sướng phải không các bạn. Điểm thứ hai đã được ăn và chắc chắn chú rồng này không thể một phát one hết được chú rồng đội phó đâu. Rồi ok, và đến lúc này thì chú rồng bên kia mới nhận ra rằng cơn bão thực sự mang ở phía sau các bạn ạ. Với đòn commit detonation chỉ cần là 3 phát giật, chú rồng bên kia cũng nhẹ nhàng là đi đến nơi yên nghỉ các bạn ạ. Nhưng từ nơi yên nghỉ anh ấy là hồi sinh để mà lấy luôn cái bờ hồi sinh của mình, thật là cày quá đi mà. Nhưng không sao, vẫn là nhường một điểm cho chú rồng đội phó nha các bạn. Cứ đà này thì chú rồng đội phó sẽ sớm có ngày là lên ranh thôi. Ok, wow, Blood God trở lại rồi các bạn ạ. Sự trở lại của binh đoàn, nói chung là Blood God và những chú rồng chúng ta đã trở lại rồi các bạn nhá. Wow, Prideful, Feel Bad. Và nói chung mình nhìn vào bộ hệ thì chúng ta cắm hai hệ, đó là hệ hoa và hệ linh hồn của rồng các bạn nhá. Nếu như nhắc đến hệ linh hồn của rồng thì có lẽ chúng ta chỉ có một chú rồng mà thường hay sử dụng, đó là chú rồng Redemption. Sức mạnh của linh hồn mang đến sự hồi sinh. Tuy nhiên thì nếu như có cái bộ luật như thế này thì có lẽ chúng ta sẽ sử dụng được tất cả là 5 chú rồng sức mạnh của chúng ta các bạn ạ. Trong đó đã thu thập thêm chú rồng sông hỏa vì nói chung là cũng có skill đặc biệt và cũng đã được gắn bơ rồi, thì anh ấy cũng có thể là vào dàn những chú rồng được sử dụng ở đây phải không các bạn. Ôi, nếu như vậy là quá là vui mừng các bạn ạ. Sự trở lại của Blood God, và để ăn mừng cho sự trở lại của những anh em cùng với Blood God để mà chúng ta có được những cái trận đánh vô cùng là hấp dẫn đỉnh cao thì chúng ta sẽ sử dụng đến tháp bút nha các bạn. Tháp bút đã sẵn sàng, sức mạnh của những người anh em đã quay trở lại, và ranh này thì chúng ta tiếp tục là búp cho những chú rồng có hệ ánh sáng nha các bạn. Một điều gì đấy thôi thúc mình, đó là chúng ta sẽ để cho đội phó có cơ hội được ăn uống no say các bạn ạ. Đó là vấn đề mà khi chúng ta có thể là cày luyện ranh cho đội phó ngay chính
gọi là run chain day, nếu như không phải gặp đội hình quá khó khiến chúng ta phải tung ra toàn bộ 100% sức mạnh chủ lực nha các bạn. Ok, trận đấu đầu tiên thì sẽ đối mặt với chú rồng Natural, bên kia là một chú rồng có kiêng Titan và có là hệ lá các bạn ạ. Nhưng vô tình chung lại là một cái gì đấy mà khiến cho chú rồng phiêu bạc của chúng ta cảm thấy là cảm hứng lửa vô cùng là tuôn trào. Lẽ nào chỉ cần sử dụng một đòn Magma Storm, chú rồng bên kia sẽ đi về với làn gió. Cái này thì có thể lắm nha các bạn, cho nên là mình xem thử là cũng có thể lắm nha các bạn, cho nên là mình sẽ sử dụng đòn của Nanh Thần đi. Ở đâu trời ơi, Nanh Thần cú đấm của băng giá 235k. Mục đích mà mình sử dụng như vậy là do mình đang ưu ái cho chú rồng đội phó có thêm điểm hạ gục các bạn ạ. Thế là chúng ta đã lấy thêm một điểm hạ gục cho mình, và đồng thời đối mặt với kẻ thù truyền kiếp của chú rồng Blood God. Thực ra cũng là đồng minh các bạn ạ, không phải là kẻ thù truyền kiếp lắm. Và đối mặt với lại chướng ngại vật khắc chế chú rồng Blood God thì chúng ta có thể là sẽ sử dụng chú rồng này. Phiêu bạc với lượng máu 430k, quá nhiều cho một cái đòn đánh sức mạnh của chúng ta phải không các bạn. Và chú rồng bên kia đã tung ra những đòn đánh chủ lực vô cùng là mạnh mẽ. Ở đây thì có lẽ chúng ta sẽ sử dụng đến đối phó với skill Lightstar. Nếu anh ấy không làm được việc này thì có lẽ là anh ấy sẽ không ăn được điểm các bạn ạ. Anh ấy đã thành công lấy thêm được cho mình một điểm và gặp chú rồng gọi là băng giá 777 ở bên kia. Có lẽ chú rồng băng giá đang muốn có một cái cuộc đối đầu cực kỳ là mạnh mẽ đối với lại chú rồng chúng ta. Nhưng chúng ta sẽ sử dụng chú rồng Nanh Thần để mà lấy đi một lượng máu đủ để cho chú rồng đội phó khắc chế được chú rồng bên kia một lần và mãi mãi các bạn ạ. 159k đã được tung ra, chú rồng bên kia đành phải về dưỡng thương thôi. Đội hình mà chúng ta gặp phải bây giờ là giảm xuống rất là nhiều các bạn ạ. Có lẽ đã thấy được cái hung uy ngập trời của mình, cho nên mình tiếp tục. Đợt đó có cái trận nào mà mình gọi là để thua đội hình truyền thống phải không các bạn? Được, bây giờ mình sẽ để đội hình chúng ta có cơ hội là được một lần nữa đánh bại đội hình bên kia, nói chung là giao chiến các bạn ạ. Đội hình truyền thống nhưng có sức mạnh của chú rồng Anewan. Phải nói là một chú rồng có cái sự uy hiếp rất là lớn trong những trận đấu và khiến cho những trận đấu chúng ta trở nên khó khăn rất là nhiều phải không các bạn? Với một cú đấm 126k không khó mấy để chúng ta hai cú đấm là có thể là hạ gục được chú rồng bên kia. Tuy nhiên bên kia vẫn sử dụng cho mình là bơ sinh và liên tục sử dụng đón lửa các bạn thấy đấy. Chú rồng bên kia với cái combo như vậy thì đã lấy đi một cái lượng máu rất là nhiều đến từ chú rồng phiêu bạc. Rất ghê gớm nha các bạn. Không phải là đội hình truyền thống là dễ bắt nạt đâu. Và lần này thì đội phó dường như đã được gọi là tăng tiến sức mạnh khá là nhiều. Khi thấy lượng máu lên đến là 297k, sợ còn gọi là tăng nhiều hơn cả là chú rồng Nanh Thần nữa các bạn ạ. Với cái sự khiêu khích cực kỳ là lớn đến từ chú rồng TT bên kia, chúng ta sẽ làm cho chú rồng TT có thể biết thế nào là T thực sự các bạn ạ. Với những đòn đánh vô cùng là tê tái, chú rồng TT bên kia vẫn trụ vững và vẫn còn một bơ hồi sinh. Khi mà chúng ta sử dụng nốt đòn đánh cuối cùng thì chú rồng bên kia cũng đã chịu khó là bỏ đi bơ hồi sinh của mình để cho chú rồng đội phó chúng ta luộc các bạn ạ, phải luộc thôi. Còn lại một chú rồng đó là Holy với bơ hồi sinh của mình nãy cũng sẽ rất là hay là cô ấy nhỉ, cũng sẽ rất là cỏ nhây với những cái đòn đánh như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ thử xem sức mạnh của phiêu bạc đến đâu nha. 287k máu liệu có thể là một đòn đánh sang chấn tâm lý, nhưng có lẽ chúng ta đã quá đề cao sức sát thương rồi. Ở đây thì đều có lượng máu chúng ta tăng thôi, chứ mức sát thương chúng ta cũng gọi là ngang ngang với chú rồng Blood God nha các bạn. Đã sử dụng xong bơ hồi sinh của mình, Nanh Thần hỗ trợ cho đồng đội để hạ gục, gọi là lấy đi bơ hồi sinh của chú rồng Holy bên kia. Cuối cùng thì 3 điểm hạ gục vẫn nằm trọn vẹn trong tay của đội phó, một điều gì đó khó là thơm ngon các bạn ạ. Ok, và bây giờ thì tiếp tục gặp những đội hình nói chung là chưa có gì đặc biệt lắm, nhưng mà vẫn rất là khó chịu với những viên bơ của mình nha. Có lẽ chúng ta sẽ tái đấu với một đội hình mạnh hơn. Wow, đội hình bên kia thì chờ xíu các bạn, đội hình bên kia thì có chú rồng này, hình như là có phải là chú rồng cách mượn, nhưng mà không phải là chú rồng có skill đặc biệt không nha, chỉ có là đùa với lại là bùa Titan thì gọi là có sự đặc biệt thôi. Với đội hình như thế này có lẽ là đã đến lúc chúng ta kêu gọi sức mạnh đến từ đâu mình cũng không rõ nữa, đến từ võ sĩ, đấu sĩ, đấu sư, đai anh hùng các bạn ạ. Hay quá,
biết là Đan Hùng có sử dụng được sức mạnh của mình trong những cái pha giao tranh như thế này không. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu trận đấu. Nói chung là lâu rồi mới được đánh một trận đấu sướng khi mà quay chú rồng này là like á. Đúng là một chú rồng VIP mì thích rồi các bạn ạ. Nhưng mà có lẽ chú rồng kia phải chạm trán với những đòn đánh của mình. Nhưng mà chú rồng bên kia đang gọi là có tên like với lại cộng với miếng băng dính. Có lẽ nào là chữa lành vết thương trong cuộc sống. Cuộc sống này nói chung là có nhiều điều nói chung là gây tổn thương hay là áp lực hay gì đấy. Và luôn cần những miếng băng dính để chữa lành phải không nào? Được rồi, nói chung là thông điệp ý nghĩa mà tên của bạn ấy gọi là mang lại đôi khi là xoa dịu những nỗi buồn trong lòng của chúng ta. Nhưng chiến thắng là vẫn phải chiến thắng thôi các bạn ạ. Với đòn đánh đã lấy đi gọi là một cái lượng máu và bờ sinh của chú rồng bên kia. Và có lẽ chúng ta sẽ tạm gác lại chuyện này khi để cho Đại Anh Hùng sẽ là người tiếp theo sử dụng làn gió của mình. Đại Anh Hùng cũng đã với cái lượng máu rất là cao, nhưng chú rồng bên kia quyết định đánh một đòn cực kỳ đau đớn, nhưng đã bị chúng ta chặn đòn đánh đó lại với sức mạnh là khoan đã anh giai. Huynh đài xin hãy báo trọng, đáp trả lại bằng một đòn đánh 544k. Chú rồng bên kia quá dành thẹn, quá dành, đã sử dụng ngay cho mình là những đòn đánh liên tục. Phải nói là nãy sử dụng Achatun và một cái bằng một cái cách thần kỳ nào đấy mà mình không đỡ được cái block nào của ảnh. Thì thôi, cho ảnh thêm một đòn đánh chí mạng, hẳn là phải ra đi không thể nghi ngờ. Và lần này đòn đánh block đã hiện ra. Chúng ta sẽ đến với lại sức mạnh của nanh thân, chúng ta lấy đi cái lượng khiên bên kia. Và chắc rằng mình sẽ cho nãy, nói chung là lấy lại lượng máu mình nãy đã lấy của mình. Đầy máu, anh ấy tiếp tục lấy của mình đi một lượng máu. Nhưng lần này người lấy máu anh ấy không phải là Blood God, mà là lấy luôn sinh mạng của anh ấy bằng một đòn đánh Ninja Star các bạn nhé. Đòn đánh này đã trúng đích khiến cho chú rồng bùa bên kia trở nên gọi là nặng nề và đã ngã khuỵu xuống rồi các bạn ạ. Và lần này chúng ta đối đầu với Blood God bên kia cũng có lại là Mobius và chú rồng Comet. Thì có lẽ lần này chúng ta tiếp tục là sẽ cho chú rồng là đội phó được ra sân để mà ăn điểm nha các bạn. Không phải là chê đội hình bên kia yếu, mà chúng ta cảm thấy là sức mạnh của mình hiện tại cộng với tháp bút có thể là xử lý được, cho nên không sao, có lẽ chúng ta sẽ thực hiện theo kế hoạch thôi các bạn ạ. Với đòn đánh thời gian có lẽ chỉ cần hai đòn không quá khó để khiến cho chú rồng Blood God bên kia phải sử dụng đến bờ hồi sinh của mình. Một lần nữa anh ấy sử dụng lấy đòn đánh lây gành của mình, nhưng mà đã bị chặn lại bởi lượng máu quá là dồi dào. Và bây giờ sẽ là đội phó ngôi sao hy vọng, một điểm dành cho đội phó. Đội phó đang đối đầu với một chú rồng Mobius, một lần nữa chú rồng Blood God cảm thấy rằng mình sẽ đối đầu trực diện với chú rồng bên kia để xem là máu mình trâu không. Anh ấy sử dụng ngay cho mình là một cú đấm. Chú rồng bên kia tiếp tục là sử dụng ngay cho mình là một đòn đánh chí mạng. Chúng ta quyết làm liều, sử dụng ngay cho mình một đòn đánh là hấp huyết, nhưng tất nhiên là không có đỡ lại với cái đòn đánh ở bên kia. Tuy nhiên tất cả chỉ là mồi nhử thôi các bạn ạ, để cho chú rồng đội phó có thể phát huy được công lực của mình khi lượng sát thương hồi nãy có lẽ vẫn sẽ còn một cơ hội. Wow, quá là hên dành cho đội phó. Nếu như nãy gọi là không có quá là kia thì có lẽ là nãy đã phải nằm xuống trong pha vừa rồi rồi các bạn ạ. Và lần này thì nói chung là không có biến cố gì xảy ra, chú rồng Comet bên kia cũng không có bồi sinh, cho nên không thể lấy đi sinh mạng của chú rồng nào bên phe chúng ta được. Ngược lại thì 3 điểm hạ gục lại tiếp tục dành cho chú rồng đội phó. Phải nói đây là một cái mùa ranh mà đúng như những gì chúng ta mong đợi khi đội phó đã có thể là lên được một cái mốc ranh mới, đó là ranh vàng 2. Đón chờ một chú rồng đội phó khi mà tu vi tăng tiến đỉnh phong thì sức mạnh cũng sẽ nằm trong dàn đỉnh phong trong những chú rồng đấy các bạn ạ. Rồng bình thường có là đội trưởng cũng sẽ gọi là có sự nói chung là kính trọng rất nhiều đối với đội phó đấy các bạn ạ. Ok, đấu quá là đã, chúng ta cần tìm một cái trận đấu đội hình nào đó mà nó thật là khó để chúng ta chốt hạ nha các bạn. Ok nào, có khó hơn không? Khó hơn luôn đi nào. Ok, đây rồi các bạn ạ, một lần nữa cơ hội lại được đến tay mình rồi. Các bạn nhớ không, chúng ta đã có một lần chạm trán với ba chú rồng, phải nói là ba chú rồng Helric mạnh nhất nhì ba. Và bây giờ đã có cơ hội chạm trán lại rồi các bạn á. Lần đó mình thua nha, lần này thì uầy, lần này những chú rồng bên đây bơ cũng rất là mạnh mẽ, không thua kém gì lần trước đâu nha các bạn. Ok, và chúng ta sẽ sử dụng đội hình nào đây?
Nói chung là lần trước mình nhớ là mình có sử dụng là Đa Anh Hùng không nhỉ? Có Blade God là chắc chắn có nè, mà mình cũng có sử dụng luôn là chú rồng hồi sinh chi thuật. Và bằng một cái cách nào đó thì chúng ta đã lầm lỗi trong một pha, thành ra là không thể gánh tem được các bạn ạ. Và lần này có lẽ chúng ta sẽ thực hiện lại điều mà chúng ta vẫn còn dang dở lần trước nha. Các bạn lưu ý là chú rồng hai view điều bên kia được búp lên rất là ghê nha các bạn, cho nên là nên cẩn trọng với chú rồng hai view điều bên kia. Và có lẽ trong trường hợp này thì không còn chú rồng nào phù hợp hơn nữa sao? Chúng ta sử dụng Đai Hùng ở vị trí đầu tiên và vị trí cuối cùng, có thể là sử dụng phiêu bạc không? Phiêu bạc sẽ gọi là bị khắc chế bởi hai chú rồng là hai Critic và hai Master. Có lẽ không phải là lúc để chúng ta sử dụng chú rồng phiêu bạc. Nếu như vậy có thể khả năng cao sẽ phải chấp chú rồng bên kia có hai view đều được búp môi trường thôi các bạn ạ. Dù sao cũng đang búp tháp mà. Và chúng ta sẽ sử dụng nanh tình yêu, nanh bắn. Nanh tình yêu có lẽ là một sự lựa chọn cũng khá là ok trong cái trường hợp này. Tuy nhiên thì chúng ta cũng bị khắc chế bởi chú rồng là hai Master các bạn ạ. Thật là khó để lựa chọn, nhưng có lẽ với cái sự lựa chọn này mình mong là nó sẽ giúp cho chúng ta có một cái kết quả tốt nha các bạn. Còn nếu thua thì sao? Thua thì thôi, thắng Quỳnh làm pha highlight cái các bạn ạ. Trận đấu đã được bấm máy và đầu tiên không thể nào, lượt đấu đã thuộc về chú rồng bên kia. Mặc dù chú rồng bên kia đã gọi là mình đã đỡ được một đòn block bên kia, nhưng có lẽ là sự block của chúng ta không nhiều các bạn ạ. Và lần này chúng ta sẽ lấy đi cái lớp khiên cùng với lại một cái miếng máu đến từ chú rồng bên kia. Hẳn là chú rồng bên kia wow, mất quá nhiều máu các bạn ạ. Chú rồng bên kia hấp huyết trở lại, lượng máu đã tăng cao nhưng lần này thì không tăng nổi được đâu. Chúng ta đã quá sức gọi là chịu đựng nên sử dụng cho mình một đòn đánh, phải nói là khiến cho chú rồng bên kia phải bay mất cái sự của mình một lần nữa. Block hay quá, cái đòn block này có thể là để dành, hay quá để dành thôi các bạn ạ. Nếu như mình để Nantinil ra thì có thể hai Master bên kia sẽ tranh thủ cơ hội và khiến cho Nantinil không thể nào ngóc đầu lên nổi. Cho nên là mình sẽ sử dụng chú rồng nanh thần, nhưng trong hoàn cảnh này có vẻ như là Blood Eclipse không đủ đam để mà có thể sốc được chú rồng bên kia các bạn ạ. Và có lẽ là trong trường hợp này thì chú rồng nanh thần của chúng ta không thể sử dụng skill Blood Eclipse để mà sốc đam được chú rồng bên kia, hơn nữa lại có thể để cho chú rồng bên này có cái cơ hội để mà làm những điều gì đó rất là ghê gớm. Cho nên chúng ta sẽ có một cái đòn đánh bình thường. Bây giờ là giây phút chúng ta nên tĩnh tâm suy nghĩ sao? Mình nghĩ là chúng ta cần phải búp máu lên cho đồng đội. Lượng máu đã được búp lên và chú rồng bên kia nói chung là chưa có gọi là biểu hiện nha các bạn. Wow, chú rồng bên kia cũng quyết định là sẽ sử dụng cái đòn đánh hấp huyết của mình. Lần này thì có lẽ chúng ta sẽ trông chờ vào sức mạnh của Đa Anh Hùng khi anh ấy có thể là block chú rồng bên kia. Thành công thì sẽ ok, mà không thành công thì sẽ ố về các bạn ạ. Với một đòn đánh Ninja Star không nói nhiều, chúng ta đã đánh trúng đích. Cơ hội giành chiến thắng ta đã một nhiều hơn rồi. Nếu như gọi là chúng ta bên kia rồng chú kia không dở gọi là thủ đoạn rằng sẽ block liên tục thì có lẽ trận chiến sẽ thuộc về bên gọi là phần thắng bên chúng ta nha các bạn. Nhưng cảm thấy được là hình như chú rồng bên kia sắp tung ra đòn đánh, nói chung là x3 phải không các bạn. Nên có lẽ là trong cái pha này chúng ta sẽ để cho chú rồng gọi là Đa Anh Hùng đánh luôn các bạn ạ. Nếu không lỡ chi chú rồng bên kia đánh x3 phát Đa Anh Hùng mất bơ hồi sinh cái là lỗ phải không các bạn. Với bao nhiêu kinh nghiệm thua bao nhiêu lần rồi nên bây giờ chúng ta đã rất là tỉnh táo. Chú rồng bên kia đó biết ngay là siêu đòn này mà nói chung là cũng chưa tới đích nữa các bạn ạ. Thành ra bây giờ Đa Anh Hùng chỉ cần đánh thắng chú rồng này thôi là chú rồng này sẽ phải nhận lấy cái kết đắng các bạn ạ. Lần này có lẽ chúng ta đã gặp may mắn sao? May mắn đã mỉm cười với chúng ta, chú rồng hai view đều bên kia phải chết không thể nghi ngờ. Ok, và bây giờ đã đến lúc là đại phán xét chú rồng bên kia rồi các bạn ạ. Với cái gọi là sức mạnh này, đầu tiên chúng ta không vội vàng mà sử dụng ngay cho mình skill Blood Eclipse hồi máu lên cho tất cả thành viên. Và lần này thì mỗi người sẽ có cơ hội là đấm chú rồng bên kia một phát các bạn ạ. Lượt đấm đầu tiên thì mình sẽ để dành cho chú rồng gọi là nanh tình yêu. Nói chung là sẽ không có sự lật kèo nào đây đâu các bạn ạ. Chúng ta là chắc kèo rồi. Để cho mọi người được xả stress nha. Lượt đấm đầu tiên đã dành cho Nanh Tình Yêu. Quá lâu rồi, quá nhiều rồi, quá đủ rồi. Khi mà chúng ta gặp phải đội hình nhất nhì ba mà không thể gọi là đánh bại được lần này, may mắn đã quá mỉm cười rồi. Đây là phát đấm thứ hai của chú rồng Nanh Thần. Đấy. Và phát đấm cuối cùng thì sẽ đến với lại, đúng rồi các bạn ạ, sẽ đến với lại anh chàng Đa Anh Hùng của chúng ta.
gánh tem X-Crew các bạn ạ. Lần này Đan Hùng đã làm được điều mà nãy đã từ rất lâu muốn làm được nhưng không làm được, chưa làm được. Bây giờ làm được rồi thì say goodbye nhé. Yes, chúng ta đã chính thức đánh bại một đội hình mà có gọi là sức mạnh nhất nhì ba đến từ ba chú rồng Helric mạnh nhất. Hay quá, cuối cùng chúng ta cũng đã làm được điều đó rồi các bạn ạ. Và phải nói là rất là hên khi mà chú rồng hai gọi là mắt đôi camera bên kia không block được lần nào, mà cho dù có block được một lần chỉ cần là không phải block cái đoạn mà chúng ta đánh cái đoạn để chí mạng đấy các bạn ạ, thì chúng ta vẫn sẽ giành chiến thắng nha. Đấy, và hơn nữa ở trên run này là trên run ánh sáng đấy các bạn ạ, mặc dù chú rồng view điều được búp lên nhưng đồng nghĩa với việc ảnh chỉ dùng cái skill hệ ánh sáng thôi, thành ra là bị thọt đi rất là nhiều cái sức mạnh và cái sự nói chung là bình thường khá là điêu của mình nha các bạn. Cho nên là chúng ta đã giành chiến thắng một cách vô cùng là ngoạn ngục, thuyết phục đấy. Rồi, không hiểu sao nhưng mà điểm clan chúng ta có vẻ là lên khá là chậm, nhưng mà nói chung là chúng ta cũng đã đánh lên điểm rồi nha các bạn. Ok, và có lẽ video của mình đến là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nhé. Xin chào và gặp lại. Các bạn lưu ý là đang có sự kiện show 1 thấy bị ao nha. Tranh thủ nha, bye bye. Chia sẻ cho thầy luôn. Các em, chia sẻ cho thầy đi.